Cả nhà biết món này là món gì không? Có nấm nè, có hành lá, nấm nấm oyster, có tteokbokki, có mì gói, có giò nữa. Và đây là nước sốt để ăn. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ đem vào bếp và ăn nó nha. À, đem vào bật lửa bếp ga và ăn nó nha. Ý, so yummy. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào, bữa nay hôm nay ba mẹ con, ba mẹ con. Mình cũng là con của bà luôn ha. Hôm nay hai vợ chồng mình và đứa con mình sẽ ăn mì của Hàn Quốc mọi người ơi, gồm có tteokbokki, king oyster, nấm oyster và nấm kim châm. Và có sò nữa nè mọi người. Có sò nữa. Với củ cải vàng của Hàn Quốc và kim chi. Ok, con ăn đi. Mẹ sẽ để đây, ok. Wow, hấp dẫn quá vậy. Đó. Wow, mọi người. Trời ơi, dài quá vậy. Và mình sẽ lấy một chút nấm nha mọi người. Ăn cái nấm đi. Và một con hot đĩa, nó đang nóng mà anh bắt con ăn nhanh sao được. Và tteokbokki nha mọi người. Anh hai bữa nay đòi vào video đấy. Wow, we doing a live stream. Okay. Anh hai đi đá banh bữa nay về mệt. Đuối rồi. Cầu thủ đá banh đó các bạn ơi, cầu thủ bắt gô đó. Vào sọ ngon quá ha. Anh hai ngộ lắm mọi người, khi nào mà anh hai muốn vào video á thì anh hai tự động sẽ đò vào. Anh cho con tí nước nha cho nó ngon. Súp đấy. Hai Phi thích ăn súp mà. Ngon quá. Ủa cái đèn ăn kêu anh lấy lên không? Trong phòng kia. Ngon không? Bỏ giùm em cái. Ngon hả? Good. Nóng anh, cho con ăn từ từ thôi, đừng có thúc nó quá nóng. Hành lá bên đây nè, anh muốn ăn rồi. Cho em tí nước. Cái này giống như là ăn lẩu quá ha. Hả? Có nữa. Oh, clam. Yeah, I still have too much.
quay hấp rồi. Anh đi cơ mình đi. Đó là Nhật Bản. Sao vậy? Japanese style. Sao vậy? What happened? What happened, bro? Nothing. Sao nó không cắn? What happened? Ngon quá. Yeah, I go over there, around the edge. Go ahead. What area you like, brothers? Bro? What? Bro? Cao hơn mình nữa. Anh chàng của mình hết muốn vào video và mọi người chạy ra rồi. More than I still have two left. Bỏ đi mà. Con trai mình ăn xong rồi đi rồi mọi người. Bây giờ mình xoay tắt lửa không? Nó chín hết trơn rồi. Cay ngon lắm. Bánh gạo ngon ghê anh. Trời ơi rất là. Kim chi này nó có củ cải luôn. Củ cải đó là radish đó nữa. Bánh gạo ngon quá.
Hôm nào lại ngon. Hai phê bột sữa tại kia. Mọi người ơi, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người ơi. Bye bye mọi người.